Đỗ Đức Hiền xin kính chào quý vị, và hiện nay là buổi sáng ngày 28 tháng 11 năm 2016, và chúng tôi trân trọng giới thiệu chiếc tủ áo ba buồng chân quỳ theo cầu của khách hàng ở phía Nam Hà Nội. Thế thì thưa quý vị, là cái tủ này thì là với tủ áo ba buồng và chiều dù ngang của nó là 1m9, và chiều cao thì đứng từ dưới đất mà lên đến cái phần trên mặt này là hơn 2m1, còn nếu mà tính tổng đầy đủ nó thì khoảng 2m3. Thì đây là chiếc áo được làm bằng gỗ vụ, và đặc biệt nhất là ba cái cánh này thì cũng được mấy cái ván cánh là vân cũng tương đối đẹp đây. Và khi chúng tôi sơn là sẽ đánh trần lên để giữ nguyên được các cái vân này. Và các quý vị, là hiện nay thì gỗ vụ thì 6 tháng nay là bên Lào đã không xuất khẩu về, cho nên nguồn hàng đã coi như hết. Và hiện nay chúng tôi chỉ còn lại một cái cơ số gỗ rất là ít để làm thêm được một vài cái mà thôi. Cho nên đây có thể coi là những cái gọi là ở cái lượt của cái top cuối trong những cái mẻ hàng gỗ vụ. Thế thì cái tủ này thì ngoài cái chức năng đựng quần áo ra, nhưng mà về cái ý nghĩa về thẩm mỹ của nó thì nó hơn hẳn những cái tủ khác. Ngoài cái công năng sử dụng ra, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì cái tủ này là cái kiểu dáng theo các nhà thiết kế của Pháp, của Ý, là cái buồng giữa lại nhô ra và nhô lên, là vừa nhô ra vừa nhô lên, và chân là chân quỳ. Và các cái hoa văn ở đây rất là sắc sảo, sắc nét, vừa dày dặn và vừa tinh xảo đây. Và từ các cái đầu cột này cũng đều có những cái lá bám đúng theo những họa tiết cổ của Pháp, và cả bên dưới nữa. Và phần chân quỳ đây, từ dáng vén bên cạnh đến từ cái dáng của những cái chân quỳ bên dưới, hay là những cái phần đục chạm này, thì đều rất là chỉn chu. Đây là cái ngăn kéo, nó có cái hoa văn ở giữa. Đây chính là phần rút, móc tay vào rút ra. Và cái sản phẩm này đang được kê tại cái xưởng phun sơn của chúng tôi, để chuẩn bị là khách đợi khách đến duyệt để có thể đưa vào hoàn thiện. Và xin quý vị liên lạc với tôi theo số điện thoại 0984 666 999. Cứ nhắc là chiếc tủ chân quỳ Nam Hà Nội là tôi sẽ nhớ ra chiếc này. Báo cáo lại quý vị là hôm nay là 28 tháng 11 năm 2016. Và xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999, hoặc số Viber Zalo với số 0967 666 111. Còn bên trong này là chúng tôi đang hoàn thiện những cái bộ bàn ghế T9, rồi thì các cái bột của cái hàng khác đây, với những cái sập vân đặc biệt đây, để đưa ra thị trường. Xin chào tạm biệt quý vị.